Rồi, hai chào mừng tất cả các bạn mới đi đường làm rẫy nha. Ngày hôm nay anh em tôi đi theo cái chân vua chuột mày cầm này mày đảo gì? Ở đây theo chân thánh chuột đồng quê tôi, chúng ta anh em tôi đây đi đang đi bắt chuột đồng. Anh nhỏ ở đâu mà anh biết được ở đâu chuột đồng? Chuột lớp lúa cánh đồng lúa chuột ở đây. Chuột bự không? Ủa chuột cống ảnh gì mà đi đào chuột cống làm gì? Rồi chuột 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 đâu chuột đâu? Đổ này trời, cái đi luôn nè. Anh vua chuột đồng, anh lấy cái máy qua anh đập thử coi chuột nó có ra không anh chuột đồng. Ôi, nghĩ sao? Sao cái máy này? Lấy cho xem cái máy soi rồi có chuột. Anh chưa bật máy soi được. Đúng mà anh vua chuột đồng có khác. Anh chưa bật máy soi được. Máy rà chuột. Máy soi mà. Soi là biết soi hay không hiểu không? Rồi rồi. Tôi anh đào đi chứ. Nhà sướng rồi bắt cút chuột vào đồng. Nhậu ngon lành. Cố lên, cố lên. Anh mà thiệt tình. Đây, hàng đây. Nó thông nhau anh ơi. Từ coi để mình coi coi kiểm tra cái mình kiểm tra coi. Từ nghe anh, từ anh cút đầu em nghe anh. Xác định hàng nó còn không? Xác định hàng đó. Mò tay vào, mò tay vào. Hàng rẽ trái. Hàng thông, hàng thông đúng không? Bỏ tay coi. Ở đây nè. Rồi, thông rẽ trái. Thông. Rẽ trái. Rồi, hàng thông rồi. Thông rồi. Đào được 6 mét gặp nó. Chủ ruộng đứng đó cho ông đào này cho ông. Không sao, chủ ruộng đâu. Ui. Từ từ tí ra phụ đào cho. Trời ơi. Em đang chín máy. Đào mệt chứ mà không thấy đổ mồ hôi không? Mà suốt mà ăn uống mà đổ hết hết mồ hôi, ướt áo. Trời ơi. Đào cỡ này không ra hụt mồ hôi nào hết. Trời ơi, nhìn anh kìa. Vua chuột đồng mà đào cái này mà thằng kiểu này thôi chắc chuột nào mà thoát nổi, nhát nào mà nhát nấy thịt choáng tay. Sợ căng quá mệt rồi, căng mai khỏi chuột mà thằng nào cũng sợ chuột cái sao đâu có đâu. Nghĩ sao em chuột, em không có con gì mà đâu mà để em phải sợ đó. Ôi. Không mày hết rồi như thục đầu tao. Cái hang thằng nào đây nè, nó nhiều hang quá nè. Đây có hang nữa không? Hang có vô nổi không? Sâu. Đây có hang nữa nè. Không qua đây. Không đó hả? Hang đó đó. Rồi để sẽ bên em phụ đào cho nè. Các bạn coi hai thánh vua chuột đang cố gắng đào để bắt chuột. Chúng nó là sâu kia. Chuột nó có đó. Có tụi ra nha. Đây này, chuột. Bê quá bê. Ý là lạc mất hang rồi nè. Anh vua chuột, anh bỏ tay anh đi mò móc đi vua chuột. Đưa cánh tay nhỏ bé vào móc cái hang đó. Đi anh. Cái hang đâu? Hay là bị tịt rồi? Tịt rồi phải không? Nè nè. Vô nữa hả? Ở vô nữa rồi. Thôi, đi nhé. Bê quá. Đào mấy cuốc giờ già cả rồi. Cuốc có mấy cuốc sợ như chó. Cố lên. Trời ơi một nhát. Chuột. Hai nhát. Đó. Thôi nhát thứ ba hết nổi. Ui, nhát thứ ba này quá mạnh. Ổ nó nằm đó đó. Ổ. Sao biết ổ nằm đó? Nãy giờ anh nói 5-6 lần cái đường đi nó ổ nằm đó hoài rồi đó. Mà cuối cùng ổ có phải nằm đó không? Kêu é é. Ù, nghe kêu é é é é luôn. Không nhận, thính quá. Anh vua chuột của nhà ta thật quá giỏi. Nghe được tiếng động của vua của tiếng chuột é é luôn. Chuột là cái chít chít mà kêu ét ét. Sáng cái gì chưa? Ồ. Ra được một cái lỗ bự nè. Hồi nãy anh nó nói rồi đó, sáng anh tôi bún bò 30.000. Anh ăn mà tót mồ hôi. Mà anh đào bắt con chuột. Bỏ cánh tay vô xem sao.
chưa chưa chảy mồ hôi nữa. Có rơm nè. Làm tổ đó. Ô ô ô. Ấy có rơm nè. Đó, thôi. Đâu 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 đâu. Làm tổ đó. Rồi rồi, rồi 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 rồi. Ô. Rồi rồi, nguyên chú con từ 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 ra ra coi ra coi ra coi. Ô trời ơi. Ô, này sao à? Trời. Này về hấp hả? Nguyên một tổ thịt con. Đã quá các bạn ơi. Đã quá để chục mẹ nằm trong. Chục mẹ nằm trong. Chục mẹ nằm trong á. Để. Ôi, trời nhiều dữ. Trời ơi. Đã quá, đã quá. Thôi để nhiều lắm. Có một con nó chui, con chui nhỏ chui vào đó bắt chưa chưa. Này các bạn nhìn xem các bạn ơi. Nguyên mẫu chuột con. Đào tiếp, đào tiếp nó mới biết cái số nó sống bầy đàn ra. Đào một con mà ra nhiều con này chết rồi. Chục mẹ năm rồi cũng ngoài chứ là năm trong rồi. Mẹ năm ngoài em trong con bú cái mày. Năm trong á. Rồi xong ông ơi. Rồi xong. Hên á. Hên. Hên là ông cuốc ấy chứ không cuốc này mà văng vô cái đầu ông phim là thua rồi. Hên. Xui mà vẫn hên. Mà cái anh vua đầu mà thiệt ảnh đồ nghề của ảnh gọi là tuyệt tác không mỹ phẩm không. Con đi nó con chuột to quá. Thấy không? Ôi. Thấy không? Con chuột bằng bắp chân á. Ôi nó nghè ra. Thôi thôi thôi. Cây đây chuẩn bị cây rồi đập đi. Trời ơi. Rồi đấy sao vô từ đâu. Trong á nằm bên chuột cái hàng cái hàng hàng. Đây nè. Trời ơi. Hàng này các bạn. Con chuột nó nằm đây nè. Sao giờ thấy đó. Đúng rồi, thấy đây nó nhúc nhích. Thấy nó nhúc nhích. Thấy cây đến em ơi. Bao đồ đâu? Đồ nghề đâu rồi? To lắm, to lắm các bạn ơi, con chuột mẹ to lắm, mẹ chuột mẹ dữ lắm, dữ lắm. To lắm đúng không? Ô trời. Đúng là anh sao? Anh cầm cây đập đi hay sao? Cái máy thử chuột ngon ha. Sau đó kêu mua thêm chắc. Cái anh thành chuột nó hay ghê. Chuột cống không? Chuẩn bị chụp. Chừng nó cắn á. Đâu. Dài ghê. Đây. Cứu con nó còn lôi con nó vô. Đúng rồi, nãy con. Có chuột bự. Ôi ơi. Này ra. Quay cho mấy bạn xem cái đuôi nó kìa. Cái đuôi nó to. Đào ra cả khối đất này mà thấy chuột. To một thấy không? Cái đuôi trong đây nè. Đó các bạn thấy cái đuôi chưa? Chỉ con chuột nhỏ nãy thấy nhớ có một con chuột nó bị rớt xuống mà lọc mò không ra. Thôi được rồi anh ơi. Im. Thấy rồi sao bắt được nó đây này. Bây giờ ba bốn người bu đây không bắt được một con chuột. Không. Tôi bắt đuôi nè. Bây giờ anh em mình nè, lấy cái bao hay lấy cái lưới. Lùa nó ra. Thấy có tâm không? Anh quay phim có tâm không? Quay phim mà bị cụt tay cũng rắn hy sinh vì sự nghiệp là biết có tâm rồi đó. Anh quay phim có tâm. Gì vậy? Nhẹ. Ôi nó hậu bên kia, chạy bên kia. Khôn ha. Đâu. Tông ra kìa, nó tông ra. Từ từ. Ôi trời ơi, chuẩn bị. Em chưng lại. Đuôi rồi đó. Xong. Giờ cầm cái đuôi phải quay hay cái gì đó. Không, xong rồi. Có cái bao tay á. Cái nó chụp. Đợt mà bắt đuôi rồi. Cái nó hả? Chú sợ bắt hả? Chú sợ bắt được không? Đuôi kìa. Đang đập cái đuôi đó nè. Ôi ra. À, chuyện này chuột đồng chuột cống mà nhìn nó bự ghê ta. Đó. Ui. Trận nó đỡ đầu kia đó. Nên cái canh. Để nhỏ rồi. Chưa mở mắt sắc sinh đó, ngồi đứng chờ mẹ nó. Đúng rồi. Sao. Bắt đi. Mẹ đâu rồi? Thả chân lọt chứ. Đó, đuôi nè. Đây. Chạm chạm tay cái bánh sắt luôn. Ở đây. Đây cái cây chuột giống như chuột nhung á. Cống. Chuột cống gì mà nó ở đây rừng núi làm gì có bệnh viện con đó. Con được một cái. Sư biết hai con. Ồ không biết quỷ ghê. Quỷ quá. Sống không hả? Bắt sống luôn. Bắt sống chưa? Bắt sống chưa? Trời ơi. Ồ. Nó rồi.
Ừ, ông sợ đây, ông sợ cắn à, ông lấy nó. Vì xin cái nó. Nhớ. Ông chuột cắn mất công rồi. Không. Ok, ok, lấy cái bịch, từ nghe. Cắn cười đúng không? Cái này quay lại, nó dài lắm á. Đây. Bao hả? Bao thành. Con này cũng bự chứ hả? Con này bự á. Đầu không đâu. Dài quá không thấy đầu. Ôi. Chuột cái. Ô chuột bự chứ. Hèn chi. Hồi nãy anh nói em không tin mà không ngờ đâu con chuột nó bự ghê ta. Hèn chi chuột đồng hả? Này sợ chuột đồng hay là chuột sáu lăng thôi rồi lại xin người Nhật. Chuột đồng hay là chuột cống như anh thành đất nói đây, quên anh thành gì thành chuột nói. Vùng này không có cống đâu, ruộng lúa mênh mông. Đồng. Về nuôi đi. Pha này hơi căng thẳng á. Ê cày không được nữa. Ôi, bự ghê vậy. Chưa trời ơi. Chưa vào được cái đầu luôn hả? Dài dữ. Dài. Con này thịt mới ngon. Con này bự á, con này thịt mới ngon á. Trời ơi. Trời ơi, ôi từ. Ôi từ. Không chú sẽ bắt được mà, chú sẽ bóp được. Chú sẽ mạnh. Đừng. Ê. Đừng. Răng nó cứ cái này chắc tung cắn rách luôn á. Chú sợ đừng cho chết nha. Chuột cái. Chuột này bự á. Bỏ đâu. Kiếm. Không có cái bao nè. Cho nó vô đây đi. Cho vô đây làm sao mà được. Được. Cắn nó lỏng quá. Cắn ghê lắm á. Cắn ghê lắm á. Đập chết hả? Sao mà mới chết được. Anh nghĩ sao trời. Cộng rõ rồi. Cộng rõ rồi. Rõ là. Bỏ cái túi ra. Bỏ nó vô hai lớp cho ăn. Chấm lại. Ừ. Cho tạm vô ớp đi. Mày đâu ra. Chấn. Mấy cái kia lắm. Ôi. Mày sao sao đó cầm. Lại cầm. Cầm cái đầu chứ, lọc cầm cái đầu đi. Từ. Ừ. Đó. Đúng rồi. Đó. Túi à, cái túi. Đó. Ồ, hay quá. Tôi cắn bộ. 500 g. Không có nửa ký á, phải đùa đâu. 500 g. Còn quá. Mà cuối cùng cái ông này toàn bè không, cuối cùng ông có dám bắt đâu. Mình không có chuyên nghiệp. Ôi ơi. Kêu dân nhà nông không có chuyên nghiệp. Thần rừng. Cứ kia là thánh chuột ai dè đâu thì gặp chuột là chạy. Nữa, con nữa. Không có được nữa. Nhiều lúc mình lơ lửng. Con chuột con nãy đâu rồi? Nè. Đào cái nữa thôi. Đào cái nữa. Đập cái. Vừa chạy á. Vừa rồi. Chắc con chuột bố đi chơi rồi. Ôi. Trời ơi. Ông nhà nông đứng đây phải lắp bờ cho ổng nè. Rồi lắp bờ. Rồi xong rồi. Trời, mấy này chuột phá hại mình lấy sao đâu mà. Ừ. Đào giống ổng mừng. Đâu không mừng. Không, bên đây còn một hang không ạ ta? Hết rồi. Không, bên này cũng có một cái hang. Nó nuôi con nó là nó nuôi con nó là nó không dắt bạn bè nó vô đâu. Đúng rồi. Dắt vô làm gì nữa, đang trong thời kỳ thai sản mày dắt vô làm chi? Dắt bạn bè vô đâu được, dắt con đó. Con đó, đực nữa. Đực đi rồi, đi chợ rồi. Bên đây còn cái hang này sao nè? Ừ, khi nó đẻ không có con ở gần đâu. Dữ lắm. Thấy còn cái hang này sao? Sao không bên kia hả? Ừ, hang thông thông ở kia. Dữ lắm, đẻ dữ lắm, không có con lại đâu. Không ngồi đã được, không được ta. Rồi, lát nữa con chuột này cho anh cu làm gì làm đi. Thành vua chuột được con á. Cứ vua chuột. Thịt tình. À, mệt mà thấy chuột giờ tấm người luôn. Lấy con chuột đó đưa cho vua chuột cầm cái thịt. Đây xem hàng dương quá lộ anh dương quá anh đào nè. Ê, anh thành chuột anh nghĩ sao cứu anh về em đưa em đào sao. Tay em đâu em lắp anh lắp giùm em để em đào chuột. Đâu xà beng đâu rồi, từ từ tới xà beng. Ông dương quá nè, ông để ba cái nè, kêu ông mang tiếng ông đi ra đồng đầu chuột mà đào không được. Tội anh quay phim có tay cũng ráng. Các bạn thấy chưa? Nhiều cố quá, không có mồi nhậu phải đi đào chuột nhậu. Chuột đông đó. Mà thịt nghĩ sao không biết. Ôi tôi làm tôi ổ nè. Em nghĩ là cái con này mình gặp may rồi, không đào phải lâu rồi.
con này chắc gãy hết chân rồi, đào ổ không sâu. À đúng rồi. Bỏ ra. Ăn nhau cái là đi tìm đúng hướng. Dò. Lắp cú vô cào cào ra. Nói chung là ăn ăn nhau cái làm dò đúng lỗ là được rồi. Được chưa? Đúng không? Không phải đâu, lần này chắc không phải đào đào xa lắm á, không phải đào ấy đâu. Phải ấy hết mấy cái lỗ đó. Ngồi còn heo. Đó là. Đào đi. Cố đi anh phó thánh chuột. Rồi, ý là anh tính làm gì đây? Dành ít phút cho quảng cáo đi, nghe mệt xíu đi. Dành ít phút cho quảng cáo đi mệt. Anh em mình đi kiếm gọi là hoa quả trái cây ăn có sức lát đào tiếp. Đi vô mát đi kiếm một chút vitamin hung hăng uống cho nó tỉnh đi. Mệt quá rồi, dành ít phút cho quảng cáo. Dạ. Trong một vài phút trẻ lao. Anh em tôi đã quay trở lại. Em phải biết rừng em đậy lại chứ em dễ gì mà em để không. Và chuẩn bị cuộc hành trình đào tiếp tục. Ngồi sâu vào coi. Sao tới đây? Hết hàng hả? Không, tới đây là sọt đào tới đây là. Chắc không có đâu, không có đâu. Qua hàng không có đâu. Anh em tôi đi kiếm chỗ nào dễ đào cho dễ. Mối ăn quá. Đang đồng lúa nè. Đứng hết hả? Ừ. Ôi mệt quá bạn ơi. Đào được có một con kia. Mà bây giờ đào nãy giờ đào cả trăm lỗ rồi. Phá mới biết bao nhiêu cái bờ mương rồi. Không bắt thêm con nào nữa rồi. Đuối quá rồi. Thôi bây giờ đi ra ngoài kia tôi sẽ cho bạn xem cái con chuột hồi nãy mà anh em tôi đào. Con chuột được nửa ký á. Vì nó răng nhỏ nó cắn lũng bao tôi phải chạy đi mượn cái nó cái lồng. Nè. Nó đây nè, rất là dữ. Thấy không? Đây là cảnh một con chuột nữa ha. Chuột lông xù, chuột rất là đẹp. Con chuột mẹ, nó dữ lắm à. Thấy không? Thấy không? Còn cảnh đó nè. Có nghe răng nè. Rất là dữ. Sụp hết lông rồi. Lông nè. Thôi đây, đấy nè. Thôi, anh em giờ tôi sẽ xách lông mà mang nó về cho các bạn xem cảnh cái con chuột mà tôi bắt là vậy đó. Rất là dữ. Rất là dữ. Thôi. Được rồi. Xách mang nó về.